từ sao bắt ngay nó bự quá. Không phải bự mà nó vướng cái gì á. Thấy không, em canh được từng nước của nó rồi. Mà với lại nước cách nhau nửa mét dễ đánh lắm. Nó vướng cái thẻo của ai á. Đâu bà nội không? Đâu bà nội không? Bà nội luôn, bên đây nó kêu lửa. Cho thấy mặt em chứ. Bóp đít đó, cho dừng kì lên lại. Cái gì? Đó.